Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái điểm mua rất là được nhiều người quan tâm, đó chính là điểm mua breakout. Vậy thì có những cái kiểu breakout nào và cái phương pháp vào lệnh làm sao mà cho đạt hiệu quả cao và ít rủi ro nhất? Thì mời các bạn cùng xem video của mình. Đầu tiên ấy, nói về định nghĩa, thì breakout chính là một cái hành động mà phá vỡ một cái vùng giá hoặc là một cái kháng cự, đúng không? Sau một cái giai đoạn mà cổ phiếu sideways, đúng không? Và cái sự kiện breakout này ấy, nó thể hiện là cho cái sự bùng nổ giá của cổ phiếu, đúng không? Sau một cái quá trình tích lũy, và giá thì thường là tăng mạnh mẽ khi mà vượt khỏi cái vùng sideways này, thì giá nó thường tăng rất là mạnh mẽ và kèm theo khối lượng cực lớn để mà ngăn chặn cái sự bán ra của nhà đầu tư, hấp thụ hết toàn bộ khối lượng bán ra của nhà đầu tư. Cái khối lượng lớn ấy là vì nó phải hấp thụ toàn bộ cái nguồn cung bán ra tại cái vùng kháng cự này, đúng không? Vì nếu mà chúng ta là một cái trader, đúng không, thì chúng ta thường là mua ở bên dưới và bán ở bên trên, cho nên khi mà lên bên trên cái khối lượng bán rất là lớn, ít nhất là người ta cứ bán một nửa đấy. Do đó là cái cây breakout này cần phải khối lượng lớn để mà hấp thụ hết. Do đó về mặt hình dạng ấy, thì thường là có dạng nến xanh dài và giá đóng cửa cao nhất phiên với khối lượng giao dịch là tăng đột biến, tối thiểu là gấp 1,5 lần khối lượng trung bình, thường nó phải gấp trên 2 lần. Đó. Và khối lượng của nó thường lớn hơn tất cả những cái cây von cao trước đó ở trong nền dài. Thì cái cách giao dịch với breakout thì mình nên giao dịch như thế nào? Thì cái sự thành công của cái cây breakout ấy, bản chất của nó là đã được hình thành từ trước rồi. Cái nguyên nhân của nó đã hình thành ở trong nền giá rồi. Nếu mà chúng ta có một cái nền giá tốt, đúng không? Một cái nền giá có cái sự hấp thụ tốt của cá mập, thì cái chuyện mà breakout thành công là tất nhiên. Còn cái nguyên nhân mà không tốt thì cái nền giá này bản chất là một cái nền giá phân phối ấy, thì breakout nó dễ fail, hoặc là một cái nền giá tích lũy yếu thì cái breakout nó dễ fail và để nó tích lũy tiếp. Đó. Do đó thì trong một cái trend tăng á, thì cái tỷ lệ breakout thành công sẽ rất là cao. Còn trend giảm thì các cái cú breakout dễ là bull trap. Về mặt lý thuyết thì cái điểm mua của breakout thì thường là cuối phiên nhé. Cuối phiên thì mình mới mua vì đôi khi là đầu phiên nó kéo lên, đúng không? Nhưng mà để nó xả và cuối phiên thì lại giảm, thì thành ra breakout fail. Do đó là cuối phiên nếu mà giá vẫn giữ được mức giá cao thì mình mua, và sau khi retest thì mình mua nốt 50% còn lại. Đó, đấy là cái lý thuyết chung. Còn trong thực tế thì mình sẽ phải đánh giá cái nền giá đó để mà mình ra quyết định. Thậm chí là có thể mua hết tại cây breakout cũng được, hoặc thậm chí là mình không mua. Rồi thì đầu tiên là về mặt phân loại theo vị trí thì mình sẽ có là breakout trong bên trong cái nền giá tích lũy này, không phải lúc nào là cũng bên ngoài nhé. Bên trong cái nền giá tích lũy này nó có những cái vùng giá tích lũy nhỏ, đây là cái nền tích lũy lớn thì nó có những vùng tích lũy nhỏ, đúng không? Thì cái điểm này cũng là một cái điểm mua breakout, và điểm mua bên trong nền giá thì cái điểm này thì nó lại khá là an toàn. Đôi khi là nó sẽ trùng với cái điểm mua pivot pocket, thì mình có một cái bài riêng về pivot pocket rồi, các bạn có thể xem lại cái video đó, đúng không? Sau đó thì mới đến cái breakout khỏi cái nền giá này. Thì cái breakout khỏi nền giá này thường có khối lượng cực lớn, nó sẽ lớn hơn nhiều so với cái breakout này, vì đây là một cái vùng tích lũy nhỏ thôi, đúng không? Do đó là khối lượng không cần quá lớn nhưng mà nó vẫn phải lớn. Còn cái này là khối lượng cực lớn, đúng không? Gấp 1,5 lần khối lượng trung bình trở lên, và thường là nó phải gấp đôi cái cây trước đó. Rồi, và cái vị trí thứ ba là breakout trong uptrend. Tức là khi mà nó đã thoát khỏi nền giá này, nó bắt đầu xác nhận vào một cái trend tăng mạnh mẽ rồi, thì nó sẽ có những cái vùng điều chỉnh, những cái vùng tái tích lũy nhỏ như thế này. Đôi khi nó là một vùng và đôi khi nó chỉ là một nhịp giảm xuống rồi đi lên thôi, thì nó sẽ có những cái breakout nhỏ. Thì những cái breakout trong cái nhịp tăng như thế này ấy, thì thường là khối lượng nó không yêu cầu quá lớn. Vì sao ạ? Vì nguồn cung nó không quá nhiều. Đây cả một cái vùng này,
mọi người cứ chờ lên trên để bán xuống dưới để mua, lên trên để bán xuống dưới để mua, thì cung đấy nó lớn, còn lên trên này cung nó không quá lớn, đúng không? Vì hầu hết là mọi người là đều là có lời này, và mọi người thấy rằng là trend thị trường đang tốt này, cho nên là cái số người bán ra nó không nhiều, nhưng mà nó vẫn cần phải vol lớn tại các phiên breakout này, vẫn cần phải vol lớn nhá, nhưng mà không quá lớn như những cái phiên ở dưới đó. Cho nên đôi khi lên trên này mọi người thấy một cái cây breakout nhưng mà lại nhỏ hơn cái cây breakout ở dưới về mặt khối lượng, mọi người bảo là breakout khối lượng nhỏ hơn cái này không đạt, đúng không? Cái đấy là sai nhá. Đó, thì đấy là lý thuyết, bây giờ mình sẽ đi vào thực tế, đúng không? Mọi người thấy rằng là đây, cái đây là cả một cái vùng tích lũy, đúng không? Sau đó thì có một cái cây breakout khối lượng siêu to khổng lồ ở đây, đúng không? Và sau khi breakout thì nó test lại điều chỉnh với cái thanh khoản cạn kiệt và nó đi lên tiếp. Thì mình có một cái lưu ý là sao ạ? Đây là cuối downtrend rồi nhá, selling climax đây rồi, và sau đó nó tạo ra một cái vùng tích lũy. Thì có phải rằng là nếu mà mọi người theo Wickoff thì mọi người sẽ thấy rằng là ở những cái đỉnh sau khi mà tạo selling climax này, automatic rally này, thì mình sẽ có một cái vùng hỗ trợ kháng cự tạo thành một cái trading green ở đây. Và những cái lần mà vượt đỉnh đầu tiên ra khỏi cái trading green này thường là thất bại, vì người nó cần phải có thời gian để hấp thụ nguồn cung, đúng không? Cho nên là ít khi, vẫn có nhưng mà rất là ít cổ phiếu mà đi lên hình chữ V. Ngay cái đỉnh số 2 này nó phi lên luôn lắm. Thường là phải tới đỉnh số 3, 4, 5, đúng không? Thì đây cái đỉnh số 3 cũng thất bại, đúng không? Thì cái đỉnh số 2 mình rất là ít khi mà xét luôn. Nó cần phải có cái quá trình tích lũy cạn vol, đúng không? Thì như thế này. Đỉnh 1 đúng không? Đỉnh 2 thất bại chưa? Khối lượng cũng lớn ấy, nhưng mà có thất bại. Vì làm sao mà nó đi lên ngay được, nó còn phải rung rũ tích lũy còn chán, đúng không? Và đến khi mà nguồn cung chỗ này nó cạn kiệt rồi, đúng không? Thì nó mới lên khối lượng tiền vào, đúng không? Tiền vào mạnh mẽ thì nó mới lên được. Thậm chí đến cái đỉnh số 3 này, đỉnh số 3 là nhìn là biết fail rồi. Khối lượng này làm sao mà vượt được? Và nó quá gần cái đầu cái giai đoạn tích lũy, nó chưa thể lên được. Đó, cho nên thường những cái số 4 trở đi là mọi người có thể an tâm hơn. Và với cái cây breakout này thì mọi người có thể mua full luôn, không cần mua 50%. Tại sao? Vì nó thỏa mấy cái điều kiện này. Thứ nhất là nó là đỉnh đến số 4 rồi. Cái giai đoạn tích lũy này nó cũng kéo dài khoảng độ 5 tháng, đúng không? Thứ ba là thanh khoản cạn kiệt, thể hiện nguồn cung nó cạn kiệt. Thứ tư là dấu hiệu của pha D đây rồi. Khối lượng vào mạnh mẽ, thanh khoản mạnh mẽ. Và thứ năm là cái cây này thanh khoản lớn nhất so với tất cả những cái cây trước đó. Nó phải gấp 3 lần vol trung bình. Đúng không? Thì với năm cái yếu tố xác nhận như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể mua 100% tại cái cây này, kể cả sau này nó test nhé, sau này nó test nhưng mà mình vẫn nắm giữ, đúng không? Còn nếu mình mới mua 50% thì sau khi mà test lên, test test xong ấy, test xong thì mà gặp những cái cây mua khối lượng lớn này lên này, cây mua khối lượng lớn này lên thì chúng ta sẽ mua nốt, đúng không? Đó, thì đây là cái breakout khỏi cái nền giá tích lũy, đúng không? Và tiếp theo sẽ là cái breakout trong cái nhịp tăng, đúng không? Đây bây giờ nó đã vào trend tăng rồi, pha E rồi, đúng không? Thì rõ ràng là cái cây khối lượng của nó có lớn không? Không lớn, đúng không? Và trước cái cây breakout này khối lượng làm sao? Cạn kiệt, thanh khoản nhỏ, đúng không? Và đến cái cây breakout này khối lượng so với những cái cây trước thì nó là nhỏ nhưng mà nó vẫn lớn hơn trung bình khoảng 1,5 lần và lớn gấp đôi, gấp 3 lần cái cây trước đó, đúng chưa? Cho nên mình đừng so cái cây này với cái cây này vì cái bối cảnh nó hoàn toàn khác nhau. Và cái xác suất breakout trong trend tăng ấy là thành công cao hơn rất nhiều là trong cái giai đoạn tích lũy. Thế cho nên là nếu mà đã vào trend tăng ấy, thì bạn có thể an tâm mua hơn là mua ở cái cây này luôn. Đó. Vì là vào trend tăng rồi thì cái nguồn cung nó sẽ ít hơn và không, và rất là ít khi mà mới bứt khỏi nền tích lũy mà nó đã đảo chiều cắm xuống đây ngay lắm. Cái trường hợp đấy xảy ra với xác suất khá là thấp. Đó. Thì những cây breakout trong trend tăng là bạn có thể an tâm mua hơn, tỷ lệ thắng cao thì cái breakout lúc nãy là có test, đúng chưa? Và cái breakout này thì sao, là không cần test, đúng không? Và đây là đỉnh 1 này, đúng không? Đây là một cái lần breakout thất bại. Đỉnh 2 này, đây đỉnh 3 và chỗ này là đỉnh 4. Và trước đó thì cung cũng cạn dần, đúng không? Chỗ này rất là cạn và cầu vào mạnh mẽ, dấu hiệu của pha D, đúng không? Thì cây này là mua tốt và nó không test luôn. Thì trong trường hợp giả sử bạn mua 50% của cây này mà nó không test thì bạn bỏ, lên cây này khối lượng vẫn mạnh mẽ,
tăng mạnh thì mình mua nó thôi, không vấn đề gì cả, được chưa? Đó, đây cũng thế này, mới đến cái cây số 2 đúng không, thứ nhất là thanh khoản cũng không quá lớn, thứ hai nó mới đầu giai đoạn tích lũy thì cái chuyện fail là cái chuyện tất nhiên rồi, trên cái cây này nó cũng không lên nổi, chỗ này thanh khoản cũng vẫn nhỏ, cho nên đầu giai đoạn tích lũy thì thường là vol nó cạn dần nên đừng, bạn đừng mong là nó có thể break out ngay cái đoạn đầu này nhé. Cho nên đầu giai đoạn tích lũy thì mình sẽ mua ở bên dưới và bán ở bên trên vậy thôi, mua bên dưới bán bên trên. Đó, thì đôi lúc thì là nó tích lũy dạng sao ạ, đi ngang, còn đây thì cũng có một cái kiểu khác là chen chéo. Thực ra cái chen chéo này thì cũng vẫn là một cái điểm mua ở trong, chính là điểm mua ở trong nền giá thôi, nhưng mà mọi người để ý rằng là chen ngang hay là chen chéo nhá, thì nó cũng đều có cái tầm quan trọng ngang nhau nhá. Thì bạn nhìn thấy đây, chen chéo đây trong nền giá đây, nhưng mà bạn sao thanh khoản cực lớn thì nó mới vượt ra khỏi cái chen chéo này, chứng tỏ là cái chen chéo này vẫn được tôn trọng. Và trước đó ra khối lượng cạn kiệt, nhận khối lượng cạn kiệt chưa, thanh khoản vào cực lớn thì nó nổ thôi, nó chạy thôi đúng không? Và chỗ này thì làm sao nó không test luôn, và nếu mà bạn chờ test mà nó không test mà cây sau tăng tiếp thì mua nó cây sau, mua ở cây sau, và sau đó là nó chạy rất là mạnh mẽ. Ừ. Thì như chỗ này cũng vậy, đây là đáy của vùng tích lũy thì nó sẽ hình thành những cái vùng tích lũy nhỏ đúng không? Đây là dạng nêm này, đúng không? Thanh khoản cạn kiệt này, đúng chưa? Bùng nổ này, khối lượng lớn này, giá tăng mạnh bứt khỏi cái dạng nêm này, đúng không? Thì điểm mua này, điểm mua cực kỳ an toàn hơn nhiều so với điểm mua trên này nhá. Được chưa? Nền này rất siết, rất là chặt nhá. Để giá này ngay ở mới thoát khỏi vùng tích lũy nhá, thì điểm mua này cực kỳ an toàn. Đấy. Là một cái dạng pivot pocket nhé. Chỗ này là một cái dạng pivot pocket. Đó. Sau đó thì sao? Sau đó thì lên trên này, cái cây này, cái cây này là cây breakout khỏi cái đường kháng cự là các cái đỉnh cũ. Đúng không? Và nó cũng là hợp lưu với đường kháng cự của cái chen chéo này, tức là nó breakout khỏi cái chen chéo này, khỏi cái đường kháng cự đỉnh cũ này, khỏi cái đường kháng cự đỉnh cũ này, đúng không? Là hợp lưu của mấy đường luôn. Và khối lượng cũng lớn, khối lượng cũng lớn. Được chưa? Rồi thì đây cũng là một cái dạng breakout ngang, nhưng mà làm sao ạ? Nó là của cái mô hình, nếu mà mọi người nhìn kỹ thì sẽ thấy nó là cốc tay cầm. Đó thì cái breakout ở phía tay cầm của cốc tay cầm đúng không? Là một dạng. Và sau đó làm sao nó có test không ạ? Thực ra là nó có test đây rồi. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là test không có nghĩa là phải chạm cái biên dưới, cái biên trên này, cái hỗ trợ này thì người ta mới gọi là test. Nó chỉ cần là một nhịp chỉnh và làm sao ạ, thanh khoản cạn không, cạn, sau đó làm sao ạ, tiền vào giá lên mạnh thì có thể mua nốt ở cây này. Nếu cây này bạn mới mua 50% thì đây test xong, cây này mua nốt, được chưa? Test nó chỉ đơn giản là một nhịp chỉnh, không nhất thiết nó phải chạm lại cái vùng hỗ trợ này. Đúng không ạ? Viên đi cũng thế thôi. Viên đi thì đỉnh 1 này, đỉnh 2 này, đỉnh 3 và đến đỉnh 4 lần thứ tư nhá. Thì nó mới vượt khỏi cái vùng kháng cự này. Và ở đây có một cái điều lưu ý là cái cây breakout này không phải là cây có khối lượng lớn nhất. Trước đó có cây này khối lượng cực lớn. Tại sao cây này khối lượng không lớn nhất mà nó lại vẫn vượt khỏi nền? Vì cái cây này ấy, khối lượng cực lớn này là nó đã hấp thụ phần lớn nguồn cung rồi, đúng không? Sau đó lại có một cái cây màu xanh nhỏ nhỏ này, đấy, khối lượng cũng lớn thì nó lại hấp thụ một cái phần nữa, cho nên là lượng nguồn cung nó không còn quá nhiều, dẫn đến là cái cây này, sau cái cây này là nó chỉ cần khối lượng vừa phải mà nó vẫn vượt khỏi cái vùng tích lũy này, được chưa? Thì tương tự với là VB cũng thế thôi, khối lượng này nó đâu cần quá lớn đâu, nó vẫn nhỏ hơn cây này, vẫn nhỏ hơn cây này, cũng nhỏ hơn tất cả những cây trước đó, nhưng mà vì cái cây này khối lượng nó rất lớn rồi, nó hấp thụ nhiều rồi, sang cái cây này lại hấp thụ tiếp, cho nên tới đây nguồn cung nó không còn quá lớn, nó vẫn có thể breakout thành công. Đó thì đấy là tất cả những cái điểm mua breakout và cái cách mua breakout và những cái đặc điểm về khối lượng mà mình muốn chia sẻ với mọi người, thì mong rằng sau cái video này mọi người hiểu rõ và có thể giao dịch thành thạo với cái điểm mua breakout này.
Chúc mọi người đầu tư thành công.